Rồi cho em nha, thì hôm nay tiếp tục thì anh sẽ hướng dẫn cho các em đó là bài tập tăng cường. Đó, học xong bài tập tăng cường thì mình sẽ học bài mới. Rồi, đầu tiên anh sửa cho bạn là data relation. Rồi, ở đây các bạn thấy có những yêu cầu sau. Yêu cầu thứ nhất á, là các bạn là nếu phòng bỏ trống thì đơn giá là không. Và ngược lại các bạn xác định trong cái bảng này, tức là câu này các bạn vừa sử dụng index nữa. Rồi, đây là bài làm của bạn thì anh kiểm tra coi bài làm bạn như thế nào. Bạn sử dụng cái ô đó bằng cái ô H. Ô trống bằng không, ngược lại bạn dùng VLOOKUP. Lưu ý đây là trình độ B bạn ơi, không có phải là trình độ A, được chưa? Đó, nhưng mà cái VLOOKUP bạn thì tương đối tốt nhé, tương đối tốt rồi đó, nhưng mà do mình học B nên anh không giải quyết bằng VLOOKUP mà anh giải quyết bằng INDEX. If nếu, và ở đây các bạn thay vì bạn chọn một ô thì bạn nhớ giùm anh hàm IBLANK. Hàm IBLANK là hàm dùng để kiểm tra ô trống và kết quả nó trả về nó là true hoặc false. Nếu ô đó trống thì trả về true và không trống thì trả về false. Và nếu nó trống thì trả về kết quả đối số thứ hai của hàm if các bạn đó chính là con số 0, tại vì người ta yêu cầu á nếu ô nào trống thì đơn giá nó bằng 0 và ngược lại chính là cái hàm index nha bạn. Đó. Vùng kết quả các bạn quét từ gì đây? Các bạn quét từ C15. Các bạn quét đến C21. C15 quét đến C21. F4 nó lại chấm phẩy dòng điểm bên nhìn bên trái các bạn nó là 101 102 gì đó mat chọn ô này rồi trị dò xong quét bảng dò các bạn quét từ gì đây từ B15 các bạn quét đến B21 F4 từ B15 quét đến B21 rồi bây giờ 0 hay 1 thì các bạn thấy nè. Thí dụ đây là phòng, thường đó, nó là cái khách sạn, cái motel rồi cái đó, cái nhà nghỉ rồi đó. Thì mỗi một phòng người ta đánh số theo một cái quy tắc của người ta. Đó, và đây là cái số phòng. Nó có thể là người ta dùng con số hoặc là dùng người ta dùng cái mã hoặc kết hợp cả hai. Nó nên ở đây các bạn lưu ý giùm anh. Đây là thuộc trường hợp đặc biệt nữa nên nó dùng số 0. Đây là số phòng. Chứ không phải là con số bình thường. Không phải là con số số lượng 5 7 8 9 gì đó. Mà này là người ta mỗi một phòng người ta quy định nó là một con số riêng biệt. Nó chứ không phải là con số tự nhiên nha các bạn. Nó con số riêng biệt này người ta có thể là gì dùng con số hoặc là dùng chữ hoặc là dùng ký hiệu, dùng cái mã gì đó. Được chưa? Rồi, cột có một cột đánh số 1 nha bạn. Enter. Thì hai đáp án thì nó không có khác nhau. Nhưng mà do mình học A và học B. Được chưa? Rồi. Thay Roman cờ chữ anh dùng 20. Rồi ý thứ hai, người ta yêu cầu dùng công thức ràng buộc để thiết lập cái ngày đến chỉ cho phép nhập tháng 10 năm 2012. Nó thì ở đây các bạn làm rất là nhiều lần rồi, có nhiều cách để bạn làm lắm. Nó tháng 10 thí dụ cách thứ nhất quét chọn nè, data nè, chọn data validation nè các bạn. Rồi nó ngày tháng. Được chưa? Rồi. Between tháng 10 tức là từ ngày 1 tháng 10 đến 31 tháng 10 2022 ở 2012 chứ. Tháng 10 ngày 1 và 2012 tháng 10 ngày 31. Nó các bạn sử dụng gì? Date data và dùng trong cái khoảng này. Nó đây là cách thứ nhất. Được chưa? 2012 tháng 10 ngày 3 ngày 2 2012 tháng 9 ngày 23 báo lỗi. Yeah, và khi nhập á bạn nhập một ngày hai ngày thôi, bạn kéo thí dụ như ngày tiếp theo là 2012 anh cho là tháng 10 nhưng mà ngày anh cho là ngày ngày 7. Đó, rồi bạn kéo thì bạn nhắm hàng này bạn kéo nè. Nhưng mà bạn kéo gì đến cái mức hết tháng 10 thôi, còn này bạn thấy kéo đến ngày 1 tháng 11 nè. Nên không kéo nữa, anh kéo tới đây thôi. Sau đó anh nhập lại 2012. Hoặc không nhập lại thì bằng copy. Nó bằng copy ở trên này đem xuống. Chứ bạn không phải là bạn kéo qua luôn nha bạn. Không phải bạn kéo qua luôn nhé. Nó tại vì ở đây các bạn kéo á là gọi là sao chép và ràng buộc này nó chỉ có ý nghĩa khi mà bạn đánh vô thôi. Bạn đánh vô nó mới có ý nghĩa. Đó, tức là nó mới có ràng buộc nó có mới hiển thị được. Còn nếu như mà bạn sao chép thì ràng buộc nó không có ý nghĩa gì hết nha các bạn. Rồi đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai các bạn có thể dùng công thức.
Nó công thức thì bữa trước anh chị các bạn có hai công thức rồi, nên anh đây anh chị nói lướt lại thôi. Đó. Cách 1 thì các bạn dùng DATE. Đó, được chưa? Rồi sau đó bạn dùng cái Bitstream. Đó, Bitstream. Được chưa? Rồi, cái này nếu dùng công thức á thì bạn dùng hàm AND. Đơn giản nhất là tháng thì các bạn dùng hàm MONTH. Nó nhớ khóa cột. Nó bằng 10 và year. Nó khóa cột nha các em. Nó bằng 2010. Ở 2012 chứ, xin lỗi. Enter. Đây. Được. Và ở đây các bạn lưu ý nó không phải cục C mà nó cục D nha các bạn. Anh chọn lộn cột nha. Các bạn chú ý khi chọn cột. Ràng buộc ngày đến nè, ràng buộc ngày đến các bạn nè. Đó, tháng 10. Được chưa? Và đây là công thức. Và khi đó bạn chỉ cần cắt control nít công thức này. Đem vô cái phần này đến. Sử dụng data, data validation. Nó custom. Dán công thức nó vô. Nó bạn làm công thức của bạn vẫn đúng nha. Rồi đây là cách 2. Rồi cách 3 thì các bạn dùng hàm DAT. Cái hàm này anh làm cho mấy bạn mấy lần rồi. Cái ngày đến các bạn nè, khóa cột nè. Nó lớn hơn bằng DAT 2012 tháng 10 ngày 1. Và cái ngày đến này nè các bạn. Nó nhỏ hơn bằng DAT 2012 tháng 10 ngày 31. Tại không biết tháng 10 năm 2002 có 30 hay có 31 hay không thì anh cứ cho nó là ngày 31 đi. Rồi sau đó bạn cắt công thức này bạn đem vô thôi. Nó quét nè. Data what data validation dùng công thức thì khi đó công thức các bạn nó như nhau nha các bạn. Rồi, công thức nó như nhau nha. Đây quét chọn nè. Ô, kết quả nó như nhau, kết quả như nhau. Được chưa? Nói bạn thấy cái nào tiện thì bạn làm cái đó giùm anh. Rồi, cái cột ngày đi nó là lớn hơn bằng ngày đến hoặc là bỏ trống thì người ta dùng hoặc thì các bạn nhớ là hàm O. Được chưa? Sử dụng công thức thôi. Ngày đi này bỏ trống tức là bằng rộng mở ngoặc kép đóng ngoặc kép. Và gì? Cái ngày đi này phải lớn hơn bằng ngày đến. Và bạn nhớ giùm anh đây là ràng buộc nên phải khóa cột. Và nhớ viết công thức này ô ngày đi nha. Chỉ có vậy thôi. Đây. Quét chọn. Không có tiêu đề. Data validation. Dùng công thức. Này. Mở ngoặc kép. Đóng ngoặc kép liền nha. Không có khoảng trắng nha. Bạn khoảng trắng đó tức là ràng buộc nó bằng cái ký tự trắng. Chứ không được chưa. Đó các bạn lưu ý nè. Nếu bạn ghi như nè các bạn. Tức là bằng mở ngoặc kép. Bằng cách ra. Đóng ngoặc kép lại. Thì đây gọi là ký tự trắng. Còn khoảng trắng thì là mở ngoặc kép. Đóng ngoặc kép liền. Hai cái này khác nhau hoàn toàn nha các bạn. Nên các bạn lưu ý giùm anh. Khi bạn nhìn nó nhiều khi bạn nhìn không để ý á, bạn thấy nó không có khác. Rồi. Tiếp theo câu số 2. Câu số 2 cho phép nhập số nguyên lớn hơn bằng 100 và xuất hiện lỗi báo vi phạm. Cái này thì làm đi làm lại rất là nhiều lần rồi. Data validation. Nó số nguyên là what number lớn hơn bằng 100. Được chưa? Nó bạn cho lớn hơn nè, bạn cho lớn hơn nè. Tại sao không cho lớn hơn bằng? Sao mà tự mình làm khổ mình quá vậy? Người ta yêu cầu lớn hơn bằng thì các bạn lớn hơn bằng. Về đó cách làm của bạn không sai nha, nhưng mà về đáp án thì anh không khuyến khích. Rồi còn câu cuối cùng, đề số 3. Cũng câu này cũng tương tự vậy các bạn, là số nguyên nằm trong khoảng và xuất hiện thông báo lỗi. Rồi số lượng nhập thì các bạn lưu ý nằm trong khoảng từ 10 đến 100 thì bạn dùng đại bị trên nằm 10% hoặc là bạn dùng công thức đó là hàm AND đó các bạn. Nó rất là rất nhiều cách để bạn làm, quan trọng là vô thi bạn nhớ được cách nào bạn làm. AND cái số lượng nè các bạn nhớ khóa cột nè. Nó lớn hơn bằng 10 và cái số lượng này nè các bạn nó nhỏ hơn bằng trăm. Nó bạn có thể dùng công thức như vậy. Đó, cũng được nha, không ai cấm các bạn nha. Nó không ai cấm các bạn hết. Rồi sau đó bạn nhập vô giùm anh. Rồi các bạn sửa giùm anh phần ràng buộc và nếu ai có thắc mắc gì thì hỏi.
Rồi bây giờ các bạn lưu ý nè, tiếp theo là hướng dẫn các bạn còn xơi đây trong bài tập tăng cường. Thì ở đây các bạn thấy có tổng cộng là 2, 4, 6 đề. Thì 6 đề mình sẽ làm như sau. Thứ nhất á, là ở đây người ta yêu cầu làm theo cái mẫu. Được chưa? Thì còn xơi đây này á, là bài này bạn đã sửa dữ liệu lại chút xíu nha. Để chèn, bạn đã chèn cái cục tháng được. Bạn đã chèn cục tháng vô rồi. Giờ bạn chèn cục tháng vô rồi nha. Đó, nên các bạn sửa lại xíu nhìn cho đẹp. Chứ không ảnh hưởng gì hết. Rồi. Bây giờ này các bạn thấy nè. Dùng hình sơ đây thống kê theo cái mẫu. Cái mẫu các bạn là mặt hàng số lượng thì copy mặt hàng, copy số lượng. Và bài này dụ các bạn ở chỗ này nè các bạn. Bước 2 các bạn quét chọn nè. Data. Hình sơ đây. Cái nào có sẵn delete, có sẵn delete. Sum, bạn yêu cầu tính tổng. Rồi anh quét cái mặt hàng với số lượng. Anh nhấn add vô, anh top row red column. Anh nhấn ok. Thì bạn thấy hai kết quả này nó khác nhau này, này 99, này có 41 à. Ở trên là rất là lớn. Nên ở đây là tổng hợp, và tổng hợp hai bảng. Các bạn cẩn thận, có những cái trường hợp này là tổng người ta không nói, nhưng mà các bạn khi nhìn số liệu theo mẫu thì các bạn cẩn thận. Được, cẩn thận. Nó add vô thêm một bảng nữa thì là đủ. Nó người ta tổng hợp là hai bảng. Rồi ở đây các bạn lưu ý giùm anh nè. Khi mà bạn làm lệnh Control đây á, mà từ cái lệnh thứ hai trở đi á, các bạn nhớ giùm anh phải đặt nằm dưới Control đây thứ nhất. Không đặt nằm ngang vậy nha, không đặt nằm ngang vậy. Ở bài này không bị ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa là tất cả các trường hợp đều không bị ảnh hưởng. Rồi bài này các bạn chèn cục phụ tháng vô. Tháng thì dùng hàm manh bình thường nha. Tháng nè, số lượng và thành tiền. Đó, bài này các bạn không biết chèn thì bó tay. Đặt nằm dưới nè. Các bạn thấy anh luôn luôn đặt nằm dưới nè các bạn. Rồi bước thứ hai quét chọn data constant đây. Có sẵn delete, có sẵn delete. Rồi, refresh range chọn. Từ tháng các bạn quét đến số lượng ở đến thành tiền. Add vô. Bảng thứ hai cũng từ tháng đến thành tiền. Add vô. Top row và last column. Ok. Nó không quá khó. Để số 1. Bài này các bạn là dùng Excel thống kê số lượng và thành tiền theo tên hàng. Đó, để bạn copy tên hàng, số lượng và thành tiền, Ctrl C, Ctrl V, quét chọn những ô bạn mới vừa bắt ra. Data, Constraint, cái nào có sẵn, Delete, Sum, Refresh Range, bắt đầu quét. Quét từ tên hàng, các bạn quét đến thành tiền. Add vô. Top Row, Last Column. Ok. Đề số 2. Bài số 2 thì bạn phải lập cũng thú quý được. Bạn không tập quý được thì bó tay rồi. Nó quý thì INT đây bạn làm đúng nha. Đó đây công thức quý đây các bạn. Bạn không quyết được, bạn không có thể viết được công thức quý thì thua đó. Nó quý nè. Mà chữ quý bạn viết nó không được hay lắm. Được chưa? Nhưng mà bạn viết giống cái mẫu chữ quý người ta cũng được. Nó quý này bạn y ngắn cũng được, y dài cũng được, không sao hết nha. Nhưng mà phải viết cho giống hết toàn bộ, nếu là y ngắn hết, y dài hết. Quý nè, số lượng, cần trên C. Đó, cần trên V, quét chọn. Data, Constraint. Có sẵn delete, có sẵn delete. Refresh range, quét từ quý các bạn quét đến số lượng. Add vô. Bảng bên đây cũng vậy, từ quý các bạn quét đến số lượng. Add vô. Top row, last column. Ok. Nó chủ yếu là các bạn viết được công thức quý hay không thôi. Đề 3. Đề 3 này, thống kê số lượng thành tiền theo tên vật tư. Thì tên vật tư, số lượng và thành tiền, Ctrl C, Ctrl V. Quét chọn data, chọn cluster đây. Cái nào có sẵn các bạn delete, bắt đầu đặt chuột vô. Tên vật tư, số lượng và thành tiền. Add vô. Top row và last column. Ok. Đó các bạn thấy không quá khó nha các bạn. Ctrl X. Đề số 4. Đề số 4 là các bạn cũng làm quý nha. Bạn làm quý số lượng. Và đề số 5 là tuần. Đó, tức là ở đây các bạn chủ yếu là các bạn viết được công thức. Được ra những công thức tuần của tháng, quý của năm. Bạn viết được thì bạn sẽ làm được. Nó và bạn viết không được thì chào thua. Nó và anh kiểm tra thấy bài bạn làm. Ủa cái này tuần sao bạn không làm đây?
Được chưa? Tổng hợp hồ sơ lại theo tuần, bạn lập cột phụ tuần hết rồi thì bây giờ làm thôi. Tuần số lượng bán control C, demo đây control V, data constraint đây, có sẵn delete. Được chưa? Có sẵn delete. Bắt đầu quét tuần số lượng add vô bảng bên đây. Tuần số lượng add vô top row đó column. Ok. Được chưa? Nó int hai ngoặc đây trừ 1 chia 7 đóng ngoặc cộng 1. Int main rồi. Chủ yếu ở đây có chèn thêm constraint là chèn thêm cục phụ nha. À, vì người ta cho thiếu tiêu đề mình phải chèn vô. Rồi bài làm của bạn tốt nha. Ai có sai thì sửa vô giùm anh và ai không hiểu gì thì hỏi. Rồi tiếp theo đó là hàm cơ sở dữ liệu trong bài tập tăng cường. Thì các em nhớ giùm anh hàm cơ sở dữ liệu các em nhớ giùm anh là làm sau cùng. Khi bạn làm hết những câu khác rồi, bạn mới làm tới hàm cơ sở dữ liệu nha các bạn. Làm hết những câu khác rồi, bạn mới làm hàm cơ sở dữ liệu giùm anh. Rồi, bây giờ nè. Các bạn lưu ý nè. Thì đối với hàm cơ sở dữ liệu, thí dụ như cái bảng này, các bạn tổng cộng có 7, 3, 21. Tức là bạn phải lập ra 21 điều kiện. Được chưa? Và để làm được cái đó thì bạn ngồi đó để lấy có 2 điểm mà bạn ngồi đó lập 21 điều kiện thì bạn làm tới sáng luôn. Nó bạn tốn có thể là 15 đến nửa tiếng. Nó, tức là bạn phải viết ở đây là 21 điều kiện nha các bạn. 21 công thức ở đây. Đó, vô thi thì điều này là tuyệt đối. Nhớ giùm anh phải làm sau cùng. Nó. Được chưa? Nó điều kiện 1, điều kiện 2, rồi điều kiện 3. Nó. Rồi gì? Điều kiện 4, điều kiện 5, điều kiện 6, rồi điều kiện 7, rồi điều kiện 8, rồi điều kiện 9, nó điều kiện 10, nó điều kiện 11, điều kiện 12, các bạn thấy không? Điều kiện 13, điều kiện 14, điều kiện 15, nó điều kiện 16. Rồi điều kiện 17, điều kiện 18, điều kiện 19, điều kiện 20 và điều kiện thứ 21. Các bạn thấy mình phải tính ra 21 điều kiện rồi mình bắt đầu viết ra. Nó giả sử anh viết cái điều kiện thứ nhất. Nó điều kiện thứ nhất anh là gì? Là and. And cái gì các bạn? Lấy cái tự ra nó bằng fx. Đó, fx là cái từ ở giữa. Rồi đó mà, lấy cái từ ở giữa. Rồi. Mid. Chuỗi xét. Kỹ khóa cột luôn. Ký tự bắt đầu lấy là ký tự 1, 2, 3. Lấy hai ký tự. Bằng. X. Rồi điều kiện thứ hai nó là thứ. Thứ nhất. Có nghĩa là chủ nhật. Weekday. Của cái ô gì? Cô ngày tháng này. Khóa cột luôn. Đầu tuần là chủ nhật bằng 1. Enter. Rồi đây bạn kéo qua. Được chưa? Đó. Thì ở đây anh có thể gì? Anh copy toàn bộ xuống mà. Anh làm cho nó nhanh đó các bạn. Này. Nó mình sửa tới mình sửa nó sửa sẽ rất là nhanh. Rồi. Bên đây điều kiện 2 các bạn nói là gì? Nghe ít. Rồi, điều kiện 3. Đó, điều kiện 3 là BC. Đúng không? BC. Rồi, hoặc là tới đây bạn hãy copy. Hồi nãy anh copy hơi sớm. Đây. Nó, tới là dán này bạn hãy copy. Bạn dán ra thì bạn sẽ đỡ chỉnh hơn. Rồi. Tiếp theo. Cái này các bạn là thứ thứ hai. Nó. Rồi này cũng thứ hai. Rồi thứ hai. Nó, rồi này thứ ba. Chứ để bạn ngồi đánh là chừng nào xong, thứ ba. Thứ ba. Đúng không? Rồi tới thứ thứ tư. Nó thứ tư rồi thứ năm
Rồi, thứ sáu. Đó. Các bạn làm gì nó mới kịp. Thứ bảy. Chứ bạn ngồi bạn viết lại từng cái là bạn mệt mỏi luôn á. Này. Tức là 20 cái giữ được một cái là thỏ thôi. 21 cái nào bạn nhìn nè. 21 cái nè, chỉ có một cái true duy nhất thôi. Đúng không? Đây fx hết nè. Đây bạn thấy là fx hết nè. Thứ hai nè. Thứ ba nè. Thứ tư nè. Rồi bên đây gì? Là ex nè. Thứ hai nè. Thứ ba nè. Nó, thứ sáu nè. Rồi con này là gì? BC. Nó, BC. Ủa, EX. EX là có chứ, phải có chứ, EX nè. Nè bạn thấy EX nó có đâu mà. Đó, EX từ trên xuống dưới mà không có luôn. Vậy mình viết sai cái gì đó. Đúng không? Tại vì EX này có nè, ký tự thứ 3. Lấy hai ký tự. Nó thì ở đây bạn cũng kiểm tra thì anh kiểm tra coi nó là thứ mấy. Wednesday. Nó một đây EX BC các bạn nè, rơi vào thứ hai nè, có nè, đúng không, BC nè có nè, rồi EX nè rơi vào thứ năm nè, BC này rơi vào thứ bảy nè, nó BC rơi thứ bảy nè, đó 1 2 3 thứ bảy. BC thứ bảy rơi vào cái cuối cùng là cái này. Nó BC. Đây, lý do nè. Nó nhảy ô tầm bảy, ô hết nè các bạn. Nó các bạn thấy không? Nó nhảy hết nè. Nó tức là cái vị trí các bạn nè, nó nhảy nè các bạn. Nó nhảy hai ba ô luôn. Đúng không? Nhảy hai ba ô luôn. Nó thì bây giờ muốn sửa lại nó không bị nhảy á. Thì đây các bạn phải nhớ nó là vị trí nó là B2 và A2 và phải sửa hết lại B2 A2 hết. Đó. Được chưa? B2 và A2. Tức là nó do nó bị sai cái vị trí đó mà. Rồi. Đây. Con thấy nó nhảy rất là nhiều. Nó vẫn chưa ra phone hả? Ở nhà chưa. Đó. Này thì kiểm tra này coi này, nó phải rơi vào bốn cái đáp án có true. Thứ nhất các bạn nó là gì đây, BC, BC thứ hai, BC thứ hai là đây, là cái ô này, tức là điều kiện sẽ rơi 1 2 3 4 5 6, điều kiện số 6 đây phải true. Nhưng mà tại sao đây không true? Đó, which day BC lấy ký tự thứ 1, 2 ký tự thứ 3. Đó, và lấy hai ký tự bằng BC. Rồi, which day của cái ô A2. A2. Nó. Rồi, ok, cái này là do chưa kéo hết bảng, do chưa kéo hết bảng các bạn nhé. Được chưa? Cái này do không có kéo bảng thôi. Đó, nên true false điện hồi mình sẽ làm mình mới biết. Rồi kiểm bởi vậy nói này làm này rất là lâu. Mày
mình ngồi phải mình phải sửa từng điều kiện lại nè các bạn. Đó, điều kiện đúng hết đi rồi mình mới làm được nữa. Nó còn vô thi ngồi viết từ từ thì có thể cái bài này đem lại cho bạn khoảng một điểm, nhưng mà thời gian bạn tốn khoảng nửa tiếng. Đây các bạn thấy anh làm từng câu nè. Đó. Chứ phải đụng cái muốn có là có đâu các bạn. Nó rất là cực. Rồi. Bây giờ viết anh sẽ viết gì đây? Viết vị trí này. Rồi. Tiếp theo nữa các bạn đó là E X. EX các bạn là thứ năm. Thứ năm nè. EX là ô này. Tức là những ô này sẽ có đáp án. BC thứ bảy có đáp án. EX thứ sáu. EX thứ sáu. Đây. Đây các bạn được 4 ô có đáp án. Rồi bây giờ anh viết thử nè. Bằng D. Người ta yêu cầu tính tổng số lượng D sum. Bảng dữ liệu quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Đèn phóng to lên chút xíu nha. Đây. Đó, đây, bằng D sum nè. Rồi bảng dữ liệu quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. F4. Tiêu đề tính. Tính số lượng. Điều kiện lập ra, ở đây điều kiện nó là 1 2 3 4 5 6 điều kiện số 6. Đây. Enter. Có đáp án các bạn. Đúng không? Còn bằng viết những cái ô khác thì nó sẽ không có đáp án. Đó. Đề 2. Đề 2 các bạn thông dùng hàm cơ sở dữ liệu. Được chưa? Dùng hàm cơ sở dữ liệu thống kê AKE và này thì bạn lập hai cái điều kiện ra. Đó, bạn sẽ lập hai cái điều kiện ra. Thì anh sẽ làm nhanh hai cái điều kiện này, tại hai điều kiện này cũng không quá là khó khăn lắm. Bữa trước mình đã làm mãn rồi. Đó, nhưng bài này thì mình dùng hàm cơ sở dữ liệu thôi. Anh ghi đây điều kiện 1 và đây là điều kiện 2. Điều kiện thứ nhất của anh nó là AKE. Điều kiện 2 ở này và điều kiện 3. À, có 3 điều kiện các bạn. Tại 3 ô 3 điều kiện. Đó, điều kiện 3. Thì anh chỉ tính có một điều kiện thôi nhé, bằng AND. Hoặc là bạn có thể ghép trực tiếp luôn. Lấy chữ A là LED. Đây là công thức thường, nó bằng chọn một chữ. LED 1 ghép nối. Hoặc là này nó bằng gì? Bằng chữ A. Và right. Nó right 2 bằng chữ KE. Nó hoặc là bằng gì? Lấy chữ LED. Đó, bạn có thể không dùng hàm AND mà bạn viết trực tiếp như này bạn. LED. Lấy ra một ký tự. Ở cái này em viết sai nha, anh thiếu ngoặc ngay đây nha các bạn. Đó, thiếu ngoặc ngay đây nha. Đó, ghép nối. Ghép nối với right. Sau đó bạn cho nó bằng AK. Vẫn được nha. Tức là lấy ký tự bên trái ghép nó ký tự bên phải, sau đó bằng cái chuỗi mới. Rồi. Số lượng bán, tính tổng số lượng bán thì các bạn dùng DSUM. Nó, DSUM. Rồi bảng dữ liệu thì quét hết cái bảng nè. F4. Tiêu đề tính, chọn ô số lượng, điều kiện lập ra, đây. Còn nếu tổng thành tiền, tổng số lượng bán, đây, tổng số lượng bán nè. Còn nếu tổng thành tiền thì bạn đổi cái cột này, cột thành tiền. Nó bằng D sum luôn. Đó, cũng là D sum nha các bạn. Nhưng mà cái bảng dữ liệu của bạn là này nè. Nó cũng vậy luôn. Nhưng mà cái tiêu đề cái này bạn nó là thành tiền. Nó còn số lượng bán, à số lượng bán, số lượt bán, anh xin lỗi, câu trên là số lượt bán, chúng anh sửa lại. Rồi. Cái này các bạn là gì? Đúng nha, D sum là tính tổng nha. Tính tổng câu thứ nhất á anh sai nè. Câu này sai nè, nó không phải D sum mà D count A. Nó tại D count là đếm số, còn D count A đếm ô chứa dữ liệu. Nó đếm những ô chứa dữ liệu. Bạn lưu ý nha. D count A. Được chưa? Còn tính tổng thì các bạn mới là D sum. Nó bảng dữ liệu. F4. Tổng tiền. Điều kiện lập ra. Rồi, còn đối với đề 3 thì ở đây kẹo sữa rồi kia đó các bạn cứ lập điều kiện ra.
Điều kiện thứ nhất là đường, điều kiện hai kẹo sữa. Ở đây anh chỉ viết cái điều kiện kẹo sữa thôi các bạn, tức là kẹo hoặc là sữa. Điều kiện 2 nó bằng o đấy, chữ kẹo thì bạn chọn ô đầu tiên bằng kẹo, tiêu kẹo sữa thì chọn ô đầu tiên bằng sữa nó. Rồi, tổng lợi nhuận là D sum. Tổng trung bình là D average. Đây anh viết cái D average thôi. Đây, D average nè các bạn nè. Bảng dữ liệu. Thì bạn quét hết các bảng dữ liệu các bạn từ A1 cho đến F13. Rồi, tiêu đề tính lợi nhuận trung bình thì thành tiền trung bình nè. F4 lợi. Rồi điều kiện hai ô lập ra. F4. Enter. Đó. Rồi còn nếu như mà nó đếm ở tính tổng thì các bạn D sum. Thay D average thì bây giờ D sum. Nó những cái này thì tư y chang nhau. Nha. Tiêu đề bảng dữ liệu là đối số thứ nhất, đối số hai là tiêu đề tính và đối số thứ ba là điều kiện lập ra nha. Nó nhớ giùm anh, bảng dữ liệu, tiêu đề tính, điều kiện lập ra, và đây là cái là cách làm hàm cơ sở dữ liệu. Và nhớ giùm anh, hàm cơ sở dữ liệu luôn luôn phải làm sau cùng, luôn luôn phải làm sau cùng. Rồi các em sửa vô giùm anh. Rồi bây giờ anh sửa tiếp theo các bạn, đó là subtotal trong bài tập tăng cường nha. Rồi bài này có tổng cộng là 246 câu. Câu thứ nhất cho cái mẫu làm giống nó là thôi. Nhớ giùm anh, subtotal làm là làm trực tiếp trên bảng dữ liệu luôn, không có copy đem ra. Đó, nhìn bài làm bạn thì đúng ha, nhưng mà anh kiểm tra kỹ là coi bạn có sắp xếp hay không. Các bạn chủ yếu là quên cái phần sắp xếp thôi. Ok. Rồi thì ở đây các bạn lưu ý nè, thì mình chỉ cần quét bảng dữ liệu và bài này các bạn thấy người ta cho như này: ngày, trị giá, đó, data sort ngày, ok, data subtotal ngày, trị giá. Tại bài này yêu cầu tính tổng, các bạn thấy nè, nó cộng trên dưới nè, nó check 1, check 3, ok. Rồi công việc còn lại các bạn đổi tên cho giống thôi, đổi chữ tổng mấy cái này cho giống hết. D2, D2 đây là cái mẫu người ta đưa ra. Được chưa? Thì các bạn thấy nó là gì đây? Mặt hàng và trị giá. Thì kiểm tra các bạn có sắp xếp hay không nhé. Quét chọn. Sort. Bạn có xếp có sắp xếp. Rồi thì data quét chọn nè. Sort. Nó mặt hàng. Ok. Subtotal. Mặt hàng. Trị giá chết 1, chết 3. Ok. Rồi công việc còn lại các bạn sửa. Đề số 3. Đề số 3 này bài toán này các bạn lưu ý giùm anh nhé. Bài toán này có một cái mới chút xíu nè. Đó là hai cái nè, bài này hai cái nè, hình như bài này à, bài này làm rồi chứ không phải mới. Được chưa? Nhìn ở dưới nhìn lên, ngày, trị giá, mặt hàng, trị giá. Bạn sắp xếp ngày trước, mặt hàng sau. Thì để coi coi bạn ấy làm như thế nào nhé. Ngày trước và không sắp xếp mặt hàng bạn bị sai nha bạn. Được chưa? Đó. Rồi quét chọn nè. Data nè, sort nè. Ngày trước, mặt hàng sau. Ok. Đó các bạn thấy nè, ngày trước nè, mặt hàng sau. Thì khi bạn sắp xếp đúng thì bạn thấy nè, đây là ngày nè, rồi tới mặt hàng. Ok. Rồi subtotal lần thứ nhất là ngày. Thống kê trị giá. Check 1, check 3. Ok. Đây. Cái thứ hai là mặt hàng cũng trị giá luôn. Subtotal mặt hàng trị giá, từ lệnh subtotal thứ hai trở đi tắt relay. Ok. Công việc còn lại sửa nếu có. Đề 4. Số lần bán, được chưa? Sắp xếp. Được chưa? Để coi bạn có sắp xếp không nhé. Đó, bài câu trên này không sắp xếp, câu dưới. Không biết bạn làm câu nào hoa, tại cái đề anh có sẵn. Nó đây, mặt hàng. Được chưa? Rồi. Đúng rồi đó. Quét chọn sort mặt hàng. Ok.
Subtotal, nhưng mà dáng này không phải là sum nữa nha các bạn, mà là khao. Khao gì đây? Khao trị giá. Đấy nha, cái này không phải nó là sum nữa mà là khao nha các bạn. Mà là khao. Shadow 1, Shadow 3. Ok. Sửa lại nếu nó chưa giống mẫu. Được chưa? Câu số 5. Câu số 5 này các bạn thấy nó thống kê cho bạn gì đây? Cái dưới cùng các bạn là khao, nhưng mà khao gì? Các bạn phải nhìn nha. Khao tên. Đó, mát gì? Mát tổng. Đó, theo năm sinh hết. Đó, khao trước mát sau. Rồi, bài này các bạn lưu ý nè. Data sort. Năm sinh hết. Bài này hai cái đều là cùng năm sinh nên sắp xếp một cái là đủ rồi. Được chưa? Ok. Hoặc là bạn kỹ nữa anh ơi, em thấy hai cái em sắp luôn hai cái. Năm sinh, năm sinh. Được. Ok. Đó, được. Được nè các bạn, được nè. Đó, các bạn thấy, khi đó các bạn nhớ nha. Do này cùng năm sinh hết nên chỉ cần chọn một năm sinh là đủ rồi. Đó. Rồi, cái đầu tiên các bạn đó là khao. Năm sinh. Nó khao gì đây các bạn? Khao tên. Nó các bạn nhớ đổi qua khao nha. Khao tên. Chết 1, chết 3. À, cái đầu tiên các bạn là khao tên nè. À. Cái thứ hai mát là mát tổng. Rồi, subtotal lần 2 cũng năm sinh, nhưng mà đây là mát. Đó, mát gì? Mát tổng. Từ lần sub thứ hai bỏ relay. Ok. Đó, rõ ràng. Khao tên. Mát tổng. Câu 6. Ở đây là mát 5. Điểm trung bình. Nó thì sắp xếp ở đây các bạn sắp xếp gì đây? Sắp xếp 5. Ok. Subtotal 5. Thống kê điểm trung bình, average của điểm trung bình luôn. Ok. Nó ở này mát điểm trung bình chứ, xin lỗi, mát điểm trung bình. Nó thay vào array các bạn chuyển sang mát. Ok. Đó, nhẹ nhàng các bạn thôi nhé. Nó không phải là gì khó khăn. Rồi các bạn sửa vô giùm anh. Ai không hiểu gì hỏi. Rồi, private table, private chart, các em lưu ý. Người ta cho cái mẫu thì các em nhớ giùm anh phải làm sao cho giống mẫu nha. Nó thì bài này các bạn cứ kéo bình thường thôi các bạn. Được chưa? Nó bạn quét hết bảng nha. Bài làm bạn chưa tốt cho bạn. Đó, quét hết bảng nè. Insert private table, private chart, private table. Vị trí xuất là một ô, đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống ở trên cách ít nhất là 3 ô. Rồi, ở đây các bạn thấy tổng số lượng thì số lượng các bạn kéo vô value. Đơn giá nằm trên, vậy bạn kéo cái đơn giá column hoặc là field mặt hàng. Thì kéo cái mặt hàng vô row. Rồi, ở đây bạn muốn đóng khung gì đó thì bạn vô trong để hôm. Cái này bữa trước anh có nói rồi mà các bạn quên để ý nè. Nó ở này người ta ghi chữ tổng số lượng thì bạn ghi chữ tổng cách ra số lượng. Rồi cách ra một dấu cách, nhớ đổi tên thêm dấu cách giùm anh. Đơn giá thì bạn ghi đây đơn giá cách. Ở đây mặt hàng thì bạn ghi là mặt hàng cách. Ở đây chữ tổng thì ghi chữ tổng. Các bạn nhớ là người ta đổi được bạn sẽ đổi được vậy thôi. Câu số 2. Câu số 2 cũng tương tự nhưng mà bạn phải lập cột phụ tháng ra nha. Và người ta có chữ tháng 1 và chữ tháng của bạn đâu. Nó tức là bạn phải gì? Bạn phải làm chừng nào cho nó giống mẫu của người ta luôn nha các bạn. Bạn phải làm cho giống mẫu người ta luôn chứ không phải bạn muốn làm sao bạn làm. Nó tại người ta cho cái mẫu thì bạn phải làm chữ mẫu. Còn bình thường thì bạn gì? Thích ghép chữ tháng vô cũng được, không ghép cũng không sao. Nhưng bài này người ta yêu cầu bạn là có chữ tháng. Được chưa? Nó giờ các bạn thấy làm sai một cái là bạn đi luôn đó. Rồi quét chọn nè, insert nè, private table, private chart nè, chọn ô nè, ok. Đầu đầu kéo nè, tổng số ngày đó, tổng số lượng, xin lỗi, tổng số lượng thì kéo số lượng các bạn vô value nè. Rồi mặt hàng thì kéo vô round nè, tháng thì các bạn kéo vô column nè. Rồi nhưng mà ở này là chữ gì? Chữ ngày thì bạn đánh là chữ ngày giùm anh. Cách ra cái này tổng số lượng thì bạn ghi đây là chữ tổng số lượng. Nó cách ra
Đây là mặt hàng thì bạn ghi đây là mặt hàng cắt ra. Rồi đây là chữ tổng thì bạn ghi đây là chữ tổng. Nó cắt ra. Nhưng mà ở đây các bạn thấy số nó lớn hơn rất nhiều so với cái này. Thì bạn thay bữa trước anh có nói các bạn trong cái concern đây pivot hay sub total, ngoài việc tính tổng có thể tính là count max min average bình thường. Nên ngay chỗ tổng số lượng là các bạn chọn value field setting giùm anh. Nó và bạn chuyển sang chế độ là count. Tại vì bạn này điểm. Nó thì cái này bạn thấy nó sẽ giống người ta và này bạn ghi là tổng số lượng lại. Nó và nhớ khoảng trắng nha. Tức là bình thường các bạn nó là gì, là tổng mà mặc định, nhưng mà một số trường hợp á là bạn còn phải chọn nó là sang là sum count max min average gì đó tùy trường hợp. Nó bạn có thể lấy chuột phải chọn value field setting ở đây. Đây, ở đây các bạn field setting đây. Nó hoặc là bạn chọn này bạn value field setting đây. Chuột trái cũng được nha, cái này cũng được. Ví dụ 3. Ví dụ 3 đây là một kiến thức mới nha, đây là một kiến thức mới. Rồi. Bạn làm được tới đây là cũng tương đối tốt rồi đó. Đó. Rồi bài này lập cột phụ tháng ra. Được chưa? Cột phụ tháng của bạn đâu? Đó, bạn phải chèn cột phụ tháng vô. Tại đây có chữ tháng 1. Đó, bạn phải chèn cột phụ tháng vô lít chuột phải nè, các bạn insert nè. Đó, bạn ghi đây là chữ tháng giùm anh nha. Rồi bằng cái chữ tháng nè, ghép nối hàm manh thôi. Cái này làm rất là nhiều rồi nên không nói lại nhiều nha các bạn. Rồi, kéo xuống nè các bạn. Rồi, sau đó mình quét hết cái bảng nè. Các bạn quét hết bảng nè. Insert nè, pivot table nè. Nó chọn một ô đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới trống. Ok. Rồi, ngày, tháng, tháng các bạn nằm ở field nè. Nó và chuyển này thành tháng 1 nè. Ok. Mặt hàng nằm tay trái nè. Nói chung là bạn kéo nào giống thôi. Rồi, số lượng trước thành tiền sau. Số lượng thành tiền. Rồi, đơn giá nằm phía trên. Rồi, cái value này bạn kéo thì chừng nào nó giống cái mẫu thôi, thì value này anh kéo thì nó sẽ nằm ở mặt hàng, thì bạn sẽ ra được cái bảng giống giống vậy. Đó, rồi bạn lít chuột phải nè, bạn lít chuột phải nè, bạn chọn pivot option. Cái này bữa trước anh có nhắc rồi, pivot option. Display bạn chọn last pivot table layout. Display last pivot table layout. Bữa trước anh có nhắc các bạn cái vụ này rồi. Ngoài việc cái total and filter thì bạn chú ý cái display, các bạn check vào cái last pivot table layout ở đây. Ok. Rồi sau đó bạn đổi tên theo, cái này là chữ ngày. Thì bạn ghi chữ ngày vô, có một dấu cách giùm anh. Nó, cái đây là mặt hàng, value, data. Value này thì người ta yêu cầu ghi chữ data thì bạn cứ ghi chữ data. Nhớ thêm khoảng trắng. Rồi này total tổng số lượng, cái này bạn ghi chữ tổng thì bạn cứ ghi chữ tổng. Tức là người ta đổi được thì bạn cứ đổi được giùm anh nha. Đây là chữ tổng nè. Nó, rồi này các bạn này total sum số lượng nè. Nó, bạn ghi đây là gì? Total bạn thấy báo lỗi nè. Nó báo lỗi thì bạn lấy chuột phải nè, bạn chọn pivot value setting nè. Nó rồi này sum up số lượng nè thì bạn gọi đổi thành chữ total số lượng nè. Nó thì bạn sẽ ra được total số lượng. Nó vậy thì cái này mình ghi gì đây? Ghi tổng số lượng thôi. Nó tổng số lượng thôi. Thì bạn chắc này ra total tổng số lượng. Này bạn ghi tổng thành tiền, tức là total nó có sẵn rồi. Bạn ghi đây chữ tổng thành tiền. Nó tức là người ta đổi được thì bạn nhớ đổi được. Và nhớ khi đổi tên thì thêm giùm anh một khoảng trắng phía sau. Nó giống y chang của người ta thôi. Được chưa? Còn mấy số liệu này nếu có chênh lệch một chút đỉnh cũng không sao cả nhé. Nhớ là lít chuột phải pivot option, lít chuột phải là pivot option. Nó display last pivot table layout. Đổi tên này thì các bạn lít chuột phải chọn value field setting. Đổi tên ở chỗ custom name ở đây. Rồi, câu số 4. Câu số 4 thì này cũng tương tự, bạn lập cột phụ tháng ra. Nó ở đây bạn các bạn nhớ người ta có chữ tháng thì bạn cố gắng thêm giùm anh chữ tháng vô giùm anh nhé. Nó rồi bạn kéo thôi. Nó đây pivot option display last pivot table layout. Ok. Nó được chưa? Rồi ở đây do bạn làm sai nhiều á nên bây giờ anh sẽ xóa làm lại cho các bạn chút xíu nha. Rồi các bạn ra sau khi lập cột phụ xong rồi bạn quét khối nè, bạn vô insert, bạn chọn pivot table nè. Nó vị trí các bạn chọn một ô, các bạn thấy không ạ, chọn một ô nè. Rồi ok. Rồi ở đây các bạn gì tổng số lượng thì cái số lượng các bạn nè. Số lượng các bạn value nè. Mặt hàng nằm bên trái nhưng mà trước mặt hàng có tháng nè. Đó, tháng các bạn cho tháng phía trước nè. Rồi tới mặt hàng nè. Đó, bạn thấy rồi lấy chuột phải nè, pivot option nè.
Nó display là xếp vào thầy vô layout. Ok. Nó rồi này là chữ ngày. Bạn đừng có bị người ta lừa nha. Người ta đổi tên thì bạn đổi tên nha anh. Tổng số lượng thì bạn ghi đây là tổng số lượng. Nhớ thêm khoảng trắng phía sau nha. Anh nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Nó vậy ra đáp án sẽ giống người ta. Còn này chữ tổng thì bạn ghi đây chữ tổng. Nó đây chữ tổng. Thêm khoảng trắng. Enter. Nó người ta đổi được thì bạn đổi được. Ví dụ này. Ở đây cũng vậy, nhập xuất đề 1, đề 2 thì đây những câu còn lại các bạn tự làm giùm anh. Nó tương tự nhau nha. Anh chủ yếu nói các bạn chỗ bài vật option display đã xếp bài vật theo layout ở đây thôi. Rồi và đổi tên thôi, còn những câu còn lại nó tương đối đơn giản các bạn có thể tự làm được. Mời các bạn sửa vô giùm anh. Rồi bây giờ các bạn lưu ý nè. Tiếp theo thì sư hướng dẫn các bạn đó là lệnh data table trong ôn buổi 2. Được chưa? Ôn buổi 2. Thì ở đây anh sẽ hướng dẫn bạn làm theo cách số 2, tức là cái này anh không quan tâm nữa, anh không quan tâm cái bảng này. Bạn viết công thức trực tiếp ở đây luôn. Đó, anh viết trực tiếp luôn nè, thức ở đây luôn. Thì chủ yếu các bạn xác định được là công thức mẫu, dòng, cột. Đó, bạn phải xác định nha. Rồi, viết công thức mẫu. Vậy thôi. Bài này bạn viết công thức mảng, viết tầm bậy gì mà không ra vậy. Ừ, tầm bậy tầm bạ. Rồi đây, bằng sum. Sum nha. Rồi. Ở đây các bạn thấy là tổng hợp số lượng, tổng hợp doanh thu theo quý, tức là thành tiền, các bạn quét cục thành tiền nè. F4. Đó, quét từ F3 các bạn quét đến F10. Nha, hai điều kiện hai ngoặc. Nào dễ làm trước. Nó chữ bình minh hạ trắng dễ quét cột bình minh hạ trắng. F4 bằng nó cái ô này phải xác định ô nào mới được nha. Các bạn tới dòng số này các bạn nhìn thấy nè, đây là dòng số 19 thì nó sẽ nằm ở dòng 20. Cột bạn đang viết là cột cột bàn trên đối xuống nè là cột A. Vậy nó sẽ là ô A20. Nó bạn nhắm chừng nha, hồi sai thì mình kiểm tra lại sau. Điều kiện thứ hai các bạn nhớ anh có nói các bạn là viết làm sao cho giống 100%. Nó tức là người ta có chữ quý thì bạn phải có chữ quý. Người ta có khoảng trắng thì bạn khoảng trắng. Còn bài làm của bạn hồi nãy anh coi là bạn không có đánh dấu chữ quý nè. Ghép nối ship 7. INT hai ngoặc man để lấy tháng. Rồi công thức thường thì chọn một ô, đây là mảng nên bạn quét một cột. F4 đóng ngoặc lại trừ 1 đóng ngoặc chia 3 đóng ngoặc cộng 1 bằng cái ô bạn lập ra ở đây. Kết thúc công thức mảng bằng tổ hợp phím Ctrl Shift và nhấn Enter. Nó sau khi bạn viết xong á thì bạn nó rất là nhẹ nhàng thôi. Rồi sau đó chạy nè, quét chọn nè, data, what is data table, dòng nằm bên trên, cột nằm tay trái, đây A20 đúng rồi nè, ok, không hết. Vậy tại sao? Tại sao lại không hết? Đó. Thế đây các bạn thấy là quý 2 và quý 3 mà toàn không hết luôn. Giờ anh kiểm tra lại cái công thức coi tại sao nhé. Đây. Anh chuyển qua ngày tháng là bình thường nha. Để nhìn cho nó dễ. Đây lấy chuột phải nè, format cell nè. Đó, format cell nè các bạn. Rồi anh chuyển qua ngày tháng nè. Khó, đất nè. Ngày tháng năm đầy đủ ha. Rồi. Đây các bạn là quý quý 2 sẽ rơi vào tháng 7 8 9, đây có tháng 9. Nó tức là ở đây phải có đáp án quý 2. Quý 3 sẽ là 10 11 12, quý 3 có đáp án. Rồi nhưng mà tại sao cái này không có đáp án? Mình kiểm tra lại công thức nha. Quét cột này. Rồi. C là bình minh hạ trắng, rồi bằng A20. Rồi quý. Chữ quý rồi. INT hai ngoặc man rồi trừ 1 chia 3 đóng ngoặc cộng 1 chứ không phải bằng 1 các bạn thấy không ạ? Anh viết sai một dấu nè. Nó Ctrl Shift Enter. Nó thì lập tức bạn thấy ra đáp án. Tức là bạn sẽ viết sai có một cái dấu cộng với dấu bằng thôi. Bạn thấy nó đi hết nguyên bài. Đó là câu thứ nhất. Câu số 2.
nó anh sẽ viết công thức cho các bạn ở ngoài nhé. Rồi các bạn chút xíu các bạn sẽ chép công thức chưa? Đây. Có ở đây cũng vậy. Đó, bà là bạn ở đây thì bạn đúng rồi nè. Đó, cực kỳ đơn giản thôi. Đó. Bằng sum nè. Bạn yêu cầu số lần bán thì một nhân hai điều kiện hai ngoặc. Cái nào dễ làm trước? Tivi. Tivi các bạn nằm ở bên bên giữa, ở giữa thì mid nè. Chuỗi xét. F4. Rồi ký tự bắt đầu lấy ký tự 1 2 3 4. Sau đó bạn lấy hai ký tự. Trị dò xong quét điều kiện. Rồi tới điều kiện thứ hai các bạn nói là gì? Là tháng hay gì đó. Được chưa? Tháng thì các bạn dùng hàm đó là hàm month. Đó, quét F4 bằng bằng cái gì đây các bạn? Cột A. Dòng thì anh ước tính là khoảng là dòng số 16. A16. Control Shift Enter. Rồi bạn quét chọn nè. What is data nè, what is data table? Dòng nằm bên trên là ô E12. Cột các bạn bên trái là ô A16. Đúng rồi nha. Nó cực kỳ đơn giản, các bạn đừng có suy nghĩ nó quá cao xa các bạn. Rồi còn câu số 3. Câu số 3 thì tương tự nhưng mà nó hơi khó hơn chút xíu. Được chưa? Hơi khó hơn chút xíu. Rồi bạn làm ở đây các bạn hơi nè, đúng rồi đó, bạn làm đúng rồi nè. Nó hơi khó hơn chút xíu. Được chưa? Bạn này yêu cầu số lượng mặt hàng. Thì đây quét cột số lượng nè các bạn, quét từ gì đây? Từ C3 đến C8 nè. Rồi hai điều kiện trở lên này, hai ngoặc. Nào dễ làm trước? Tivi, tủ lạnh gì đó dễ thì bạn quét cột mặt hàng. F4 nè, bằng cái ô dòng nè. Rồi, cột các bạn nó là gì? Là số 13, 14, 15 bên tay tay phải. Và nếu nào bạn nào dùng hàm right đây, bạn out liền. Ở đây là dữ liệu ngày tháng thì bạn phải dùng hàm ngày tháng các bạn, hàm year. Nó quét chọn thì bạn lấy ra cái hàm year này, bạn sẽ được năm 2014. Rồi cái năm nó. Sau đó bạn dùng right. Nó right các bạn lấy hai ký tự bên phải thì bạn ra được cái chuỗi số. Và chuỗi số thì bạn dùng value thì nó ra con số. Và sau đó bạn mới so sánh với cái ô bạn xét, đó là cột A10 A16. Nó rồi sau đó bạn quét chọn nè. Bạn vô data nè, bạn what is data table, dòng bên trên cột các bạn bên trái nè. Ok. Nó các bạn thấy rất rõ ràng, làm thì một câu á, bạn sẽ làm từ 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 nó. Các bạn càng gấp thì bạn sẽ càng rối, đó là cách làm công thức mãn. Mãn thì các bạn đừng có gấp, bạn càng gấp thì các bạn càng rối. Rồi dưới này cũng vậy, dưới này làm sao ẩu tả có không không vậy. Được chưa? Lý do là gì? Lý do là chữ tháng bạn không cách ra nè. Nó bạn cách ra một cái là xong đáp án liền. Được chưa? Tức là do bạn gì? Bạn hơi cẩu thả chút xíu. Nó bạn hơi ẩu chút xíu nha, không cẩn thận. Rồi sum là bạn là tổng trọng doanh thu thì bạn quét cột thành tiền trị giá nè các bạn. Rồi bạn F4 giùm anh ha. Rồi điều kiện ở đây các bạn hai điều kiện nào dễ làm trước, ví dụ như cái alpha barot là cái mã sản phẩm là dễ, các bạn quét mã sản phẩm trước giùm anh. Cái nào dễ thì các bạn cứ quét trước nè, bằng bằng cái ô này. Khóa dòng không được, khóa cột không đúng, và khóa ô thì được hoặc là không khóa. Các bạn thấy nãy giờ anh làm là không khóa. Chữ tháng người ta có chữ tháng thì bạn thêm chữ tháng giùm anh. Người ta viết thường thì bạn viết thường, người ta viết hoa thì bạn viết hoa, ghép nối giùm anh. Công thức thường thì bạn chọn một ô. Công thức mãn thì bạn quét một cột. Nó bạn nhớ nha, công thức thường thì chọn một ô, mãn thì quét một cột bằng cái ô bạn lập ra. Ở cái ô đại diện cho cột. Control Shift Enter. Quét chọn nè. Data. What is data table? Dòng bên trên cột tay trái. Xong. Bạn nhớ nha, đây là cách làm của mãn và data table. Nó chủ yếu là bạn viết được công thức hay không, viết có bị sai hay không thôi. Rồi đây là bốn câu nha các em, đây là từ câu 1 đến câu 4 nha. Từ đây là câu 1 đến câu 4, các bạn có thể tham khảo giùm anh. Nó đây là câu 1 nè, đây là câu 2 nè. Nó các bạn đây có tổng cộng là bốn câu, anh để đó các bạn tham khảo nhé. Câu 3 nó giờ câu 4 rồi, các bạn sửa giùm anh và ai không hiểu gì thì các bạn hỏi.
Rồi tiếp theo đó là câu 5, câu 6, câu 7 trong cái phần ô buổi 2. Thì các em thấy nè. Đây là phần data table nha. Ở đây các bạn dùng tháng thứ hoặc là bạn dùng which day cũng được. Nó anh đều cho phép nhé. Anh đều cho phép thứ mấy cũng được. Chủ yếu là bạn viết được công thức hay không. Thì bài làm của bạn đúng rồi đó. Rồi thì đây nè, sum nè. Sum nè, các bạn yêu cầu tổng hợp số lượng nha. Các bạn quét cột số lượng nè, F4. Rồi nhân hai điều kiện. Rồi bây giờ bạn muốn làm cái nào trước cũng được. Giả sử anh muốn làm thứ trước thì anh ghi đây chữ thứ nè. Anh kép nói nè, dòng which day nè. Đó. Rồi công thức thường thì ô, công thức mãn thì các bạn quét một cột nên sẽ quét từ C3 đến C11. Rồi, đầu tuần là chủ nhật bằng cái ô đại diện cho dòng, ở đây các bạn là H17 nhân cột các bạn đó là những cái từ ở giữa nên các bạn dùng mid chủ xét. Thì ở đây công thức thường là một ô, đây là mãn nên các bạn quét từ A3 đến A11. Rồi, vị trí bắt đầu lấy là vị trí số 3, lấy bao nhiêu ký tự không biết nên các bạn dùng len. Nó len các bạn thấy nào, quét từ A3 nè, các bạn quét đến A11. Từ A3 đến A11 nhớ F4 nha các bạn. Rồi trừ cho mấy đây? Bên phải 4, bên trái 2 là -6. Rồi nó bằng gì? Bằng cái ô, bằng ô đại diện đây, A22. Nó Ctrl Shift Enter. Sau đó mình quét chọn, các bạn vô data, các bạn chọn What is Data Table. Dòng bên trên, cột các bạn bên tay trái. Ok. Nó thì đối với cái phần data table hoặc là công thức mãn thì chủ yếu các bạn viết được công thức mãn hay không. Nếu bạn viết không được công thức mãn thì bạn bỏ tay. Rồi ở đây câu này có một câu hay lắm các em. Ý này có một câu rất là hay. Đó là hình như anh nhớ là ở đây á là anh cho gập ô rồi. Nó gập ô hay cái này. Và bạn nếu bạn không xử lý gập ô bạn sẽ không thể làm được bài này. Nghe nó bị gập như này các bạn. Đây. Nó bị gập như này. Đó, bạn không xử lý Global Manager Center thì bạn làm sẽ bị out. Nó nhớ nha, khi đó nó còn ô vậy nè bạn. Đó, bạn phải xử lý Global rồi bạn mới làm. Nó thì bài làm của bạn đúng nha, sum. Này, sum. Bài này yêu cầu tổng hợp số ngày thì bạn quét số ngày. F4. Hai điều kiện trên hai ngoài. 1 2 3 làm nào trước cũng được, giả sử anh dùng led. Nó led cái này F4 led của C3 đến C14 len của gì các bạn, len của các bạn này F4 trừ 4 bằng cái ô gì đây, ô B24 nha, mở ngoặc ra tháng đến năm mình, tháng đến thì các bạn quét cột tháng. Các bạn quét từ D D3 đến D14 nhớ F4 nha các bạn. Bằng F20. Ctrl Shift Enter. Đúng không? Nha, nhấn giữ Ctrl, nhấn Shift và nhấn Enter. Sau đó quét bảng Data Analysis. Data What is Data Table. Dòng bên trên cột tay trái. Ok. Đó, chủ yếu là viết được công thức mãn hay không. Và đối với câu số 7 là một câu cực khó. Câu khó. Nó đòi hỏi các bạn vận dụng nhiều kiến thức. Nó vận dụng nhiều kiến thức. Chứ không phải muốn làm câu 7 là làm đâu các bạn. Đây, câu 7. Các bạn nhìn thấy bài này bạn làm đúng ha. Đúng ở đây là do máy bạn. Rồi, ok. Bạn có tham khảo đáp án của anh đưa hay gì đó. Tham khảo đáp án mà anh gửi những cái clip khóa trước hay gì đó. Bài làm này bạn làm đúng đúng rồi. Nó thì ở đây các bạn lưu ý nè. Ở đây á, thập phân các bạn chú ý cho mình nè. Các bạn chú ý nè. Thập phân ở đây là dấu phẩy. Nhưng mà trên này á, nó là dấu chấm. Nếu bạn nào nói anh ơi em dùng hàm right lấy ra len trừ chữ 4. Right len trừ 4 anh ra cái 0.5. 0.5 đó là chữ. Chứ không phải là số bạn. Chứ không phải là chữ số. Thế là nó là chữ. Nó các bạn không thể làm được. Nó thì bạn cái này bạn sẽ làm một cách nào đó để biến cái gì? Số dấu phẩy thay cho dấu chấm thì nó mới là số. Đây tổng hợp số lượng thì bạn quét có số lượng thôi bạn. Cái này nó hơi khó chút xíu nha, nó suy luận chút xíu. Rồi hai điều kiện, nhưng mà vô thi lỡ không biết cái này thì bạn cứ làm cái ý đầu tiên thôi, ý đầu tiên cũng được. Nó led 3 ký tự, tức là vô thi cái gì biết thì cứ làm đi nha các bạn, được chưa? Đó, nhưng mà khi anh chỉ xong thì anh hy vọng vô thi các bạn gặp câu này thì không bỡ ngỡ. Nó các bạn lấy 3 ký tự nè để ra được cái mã bên đây.
Rồi, bây giờ tới cái phần phía sau. Phía sau các bạn thấy nó là 0.5. Nếu bạn lấy right lên trừ cho 4 á, thì nó ra là cái chữ, chứ không phải là số. Thôi do thì khi đó anh sẽ bắt đầu phân tích. Số 0.5 được cấu tạo là con số, sau đó tới dấu chấm và con số. Thì bây giờ anh sẽ lấy con số trước, mid. Mid của cái mã này các bạn. Cái này các bạn chú ý nha, mid của cái mã này. Bây giờ lấy gì? Anh lấy con số 0, số 6, số 10. Nó lấy từ vị trí là số mấy đây? Vị trí số 5. Và lấy có khi 1, lấy khi 2 nên sẽ dùng Enter. Này. Nó lên trừ mấy đây? Lên trừ 2 bên phải và 4 bên trái là trừ 6. Đúng không? Thì đây các bạn nè, lấy vị trí bắt đầu lấy là 3, 4 nè, 5 nè, từ 5. Và lấy có khi 1 lấy 2 nên dùng lên trừ cho 6. Tức là 2 ký từ bên phải và 4 ký từ bên trái. Rồi, sau đó anh ghép nối. Người ta dấu phải chấm thì chẳng hạn nó ghép đi dấu phải. Ghép nối tiếp hàm right một ký tự bên phải. Nó một ký tự thì dáng này cái nguyên cụm này các bạn. Cái cụm mid nè, dưới cái mid right nè, nó sẽ ra cho bạn đó là 6.5, 10.5, 0.5 thì khi đó là chuỗi số rồi. Thì cái này bạn mới dùng value được nha. Còn hồi nãy nó vẫn còn là chữ nên bạn không thể dùng value được. Rồi ở đây các bạn là cột F29. Nó Ctrl Shift Enter. Nó quét tròn data. What is data table? Dòng bên trên cột tay trái. Ok. Nó khó ở đây là các bạn phải suy luận nó ra. Nó suy luận nó ra để tìm ra cái gì? Tìm ra cái chỗ này nè các bạn, cái chỗ value nè. Bạn phải suy luận cái chỗ này. Rồi, ở đây anh thu nhỏ lại xíu cho các bạn. Đó. Rồi các bạn sửa giùm anh 7567. Ai không hiểu gì thì nhớ hỏi. Bài tập tăng cường trong lệnh data table nè, trong lệnh data table. Rồi, ở đây các bạn có tổng cộng 5 câu. Thì nguyên tắc làm thì anh sẽ làm nhanh chút xíu nha, tại mình làm rất là nhiều rồi. Anh chỉ kiểm tra coi bạn làm đúng sai thôi. Đó, rồi. Ở đây các bạn thấy nè, đầu tiên là cái vùng kết quả. Được chưa? Cái vùng thành tiền. Rồi đúng rồi. Hai điều kiện trở lên, chỗ này hai ngoặc nhé. Chỗ này hai ngoặc, cẩn thận giùm anh. Rồi bạn viết hơi ngược ngược nha, bạn viết hơi ngược. Nhưng mà chấp nhận được nha. Tức là G18, G18 các bạn ô này. Nó bạn viết hơi ngược nhé, không sao cả. Được chưa? Anh thì anh khoái viết thuận. G18. Rồi. Rồi này write một ký tự. Đó. Ở đây nè, các bạn thấy nè, write một ký tự bạn đúng nha. Chỉ có điều là bạn viết hơi ngược nên các em nhiều khi các em nhìn nó không được thuận cho lắm. Được chưa? Đó, đây. Bạn làm vẫn đúng, chỉ có điều bạn viết ngược chút xíu thôi. Ctrl Shift Enter. Được chưa? Câu số 2. Câu số 2 này các bạn này. Dùng lệnh điếm. Điếm. Được chưa? Đó. Lớp KT. Cái bài này bữa trước làm mảng mình làm rồi. Anh chỉ rồi. Nên anh kiểm tra các bạn viết như thế nào thôi. Đây. Bạn viết ngược. Chú ý giùm anh hai điều kiện trở lên. Đây là hai ngoặc. Rồi. Cái này bằng K8 bạn đúng nha. Chỉ có điều là viết hơi ngược xíu thôi. Đó. Rồi. Cái vùng thứ hai. Ở đây bạn thiếu nè. Bạn thiếu rồi. Bằng. Cái này là cái cột D. Cột D các bạn nó là nam nữ. Rồi bạn bằng K8 đúng rồi. Cột E nó là nơi sinh. Nơi sinh các bạn là đây. Là tỉnh. Rồi các bạn còn một cái điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ ba đó là gì? Lớp KT. Nó đây là một cái nhược điểm mà các bạn hay bị đó các bạn. Các bạn không để ý á. Nó lớp ghép nối LED. Nó bạn hơi bị không cẩn thận ngay chỗ này. Nó người ta còn một cái điều kiện lớp KT nữa chứ. Bằng lớp KT. Và đây cũng là một cái câu mà các bạn hay bị sai. Các bạn thiếu tính cẩn thận đọc đề. Đó, người ta còn lớp KT nữa. Thậm chí có những đề á, người ta cho cái điều kiện nằm ở trên các bạn. Đó. Dùng là điểm số lượng sinh viên nam nữ theo mẫu có gì? Có điểm lớn hơn 5. Tức là khi đó bạn phải thêm một cái điều kiện nữa. Nó, thí dụ ở đây là gì? Điểm lớn 5 thì nhân thêm cái điểm.
đây nó lớn năm nó, tức là tùy thuộc trường hợp đề bài người ta đưa ra là mình sẽ vận dụng cho nó phù hợp. Control shift enter chạy lệnh data what is data table dòng đó, dòng bên trên cột tay trái ok đó. Bạn thiếu cái cẩn thận cái chỗ lớp KT đó. Vô thi thì như mất điểm thôi chứ không sao hết á. Câu 3. Câu 3 này bữa trước anh có dạy rồi, dùng lệnh lúp cúp nha các bạn. Đó, bạn lại thiếu tiếp. Nó à, bài này có hai điều kiện đúng rồi, anh sai anh sai. Đó. Dùng lệnh lúp cúp nha bạn. Đó, chứ không phải lập cột phụ ra. Rồi. Cái thứ nhất các bạn là gì đây? Tên hàng. Kẹo sữa đây F4 ở đây anh không có giải thích nữa tại sao cái anh quét cái D2 đến D13 nha các bạn, anh không có giải thích nữa nha tại đề ta cho bằng ở đây các bạn là cột F được chưa, F24 rồi ở đây các bạn dùng lại là lúp cúp nha các bạn, lúp cúp trị dò các bạn nó là ABC led led của mã hàng, bạn nào không nhớ thì bạn chịu khó coi lại bài giảng hôm trước anh có chỉ các bạn rồi, led 1 trị dò xong quét bảng dò đây F4 được chưa, đóng ngoặc lại bằng câu này đó, ở đây mình sử dụng là lệnh lúp cúp Control Shift Enter nó quét chọn data what is data table dòng bên trên cột tay trái và nhớ lệnh lúp cúp này là dùng trong công thức mãn nha, lệnh lúp cúp này là dùng trong công thức mãn nha các bạn. Bạn dùng ngoài thì coi chừng nó không đúng. Rồi câu 4. Câu 4, câu 5 các bạn tự làm. Rồi anh làm các bạn tới câu hai câu này thôi. Còn hai câu còn lại ba câu này thôi, còn ba hai câu còn lại tương đối dễ các bạn làm giùm anh. Rồi, các bạn làm xong thì các bạn giơ tay và kiểm tra giùm anh coi các bạn còn thắc mắc gì về phần lệnh data table này không. Đó, nếu không thắc mắc gì nữa thì mình sẽ làm qua phần khác, mình học bài mới. Rồi các bạn lưu ý làm cẩn thận vô giùm anh nha. Rồi làm xong thì giơ tay. Rồi bây giờ tiếp theo anh hướng dẫn các bạn đó là công cụ thống kê. Nhưng mà trước khi làm công cụ thống kê thì các bạn phải lấy công cụ ra đã. Để lấy công cụ thống kê ra thì các bạn vô file, các bạn chọn option. Để lấy công cụ thống kê ra thì bạn vô file, các bạn chọn option. Rồi, sau đó bạn vô cái thẻ customize ribbon. Sau đó các bạn vô cái thẻ customize ribbon này. Được chưa? Rồi bạn check vào go develop. Mà check vào go develop này các bạn, bên tay phải này. Đó, develop này. Cái này là dùng để làm macro và VBA. Đó, sẵn thì mình lấy luôn, nữa anh không cần chỉ lời. Nhớ nha, develop này các bạn dùng để làm macro và VBA. Rồi bây giờ các bạn qua thẻ quay lại thẻ bên tay trái. Cái phần từ trên xuống dưới là bên tay trái các bạn chọn add in. Các bạn chọn add in. Đó, rồi sau đó bạn chọn giùm anh là chữ go. Check vô cái analysis toolbar và server add in. Check một và cái cuối cùng 1 và 4. Sau đó bạn nhấn ok. Sau khi làm xong nó chạy, các bạn đừng có động gì hết, để cho nó chạy xong rồi. Đó, qua thẻ data thì bạn sẽ thấy được cái server và data analysis này. Đó, và lưu ý nữa vô thi các bạn phải tự lấy ra. Nhớ nha, vô thi phải tự biết lấy ra. Phần này chiếm khoảng 3 đến 4 điểm trong phần thi. Server, data analysis và VBA nó chiếm khoảng từ 3 đến 4 điểm trong phần thi của các bạn. Rồi, các bạn tập lấy và ghi chú cẩn thận là gì mà khoảng 3 lần trên máy tính, sau đó anh hướng dẫn. Sau khi các bạn lấy công cụ thống kê ra rồi thì bây giờ mình sẽ làm dạng đầu tiên, đó là thống kê mô tả. Được chưa? Thống kê mô tả hoặc người ta dùng cái từ tiếng Anh đây, nó cái từ này nè các bạn, nó directly statistics ha, đó dùng từ tiếng Anh này. Rồi cách nhận dạng thứ nhất cho chữ tiếng Anh này hoặc cho chữ thống kê mô tả hoặc yêu cầu bạn thống kê mà tìm ra trung bình mẫu một số đặc trưng, thí dụ trung bình mẫu phương sai đồ là chuẩn phạm vi mẫu gì đó
Đó, thì mình sẽ làm data. À, quên, cái này đối với dạng này thì bạn có một ghi chú. Đó, bạn có ghi chú rồi mới làm được. Đó nha, cái dấu hiệu đầu tiên, dấu hiệu đó là có chữ tiếng Anh này, that's statistics nha. Rồi, hoặc là dùng cái từ thống kê mô tả. Hoặc là thống kê sau đó tìm ra một số đặc trưng của mẫu, ví dụ trung bình, phương sai, hiệu chỉnh, rồi chuẩn gì đó. Thì ba dấu hiệu này để cho bạn biết bạn dùng thống kê mô tả, và đặc trưng của nó có một ghi chú là dữ liệu phải sắp thành một cột hoặc một hàng. Đấy nha, dữ liệu phải được sắp thành một cột hoặc một hàng. Rồi, ở đây các bạn thấy nè, khảo sát trọng lượng của 14 trẻ sơ sinh, ta được cái kết quả như sau, và bạn phải sắp thành cột hoặc thành hàng. Chứ bạn không có để như vậy được. Tức là 2,5 các bạn đánh lại 3 lần. Đó. 2,8 đánh lại 4 lần. Rồi. 2 3,2 đánh lại 2 lần. 3,5 đánh lại 5 lần. Đó. Rồi. Bạn nhớ phải sắp nó thành một cột hoặc là một dòng nha, bắt buộc. Sau đó vô thẻ data, chọn data analysis. Data, chọn data analysis. Bạn chọn cái chữ tiếng Anh của nó nè. Đó, directly statistics. Ok. Rồi. Input range, dữ liệu đầu vào, quét cái cột hoặc cái dòng bạn đã sắp ra, hoặc là cái cột, cái dòng mà đề cho. Coi coi nó là cột thì column, row là dòng. Label, cái dòng đầu, cái ô đầu tiên phải là tiêu đề hay không? Nếu phải thì check, không phải thì thôi. Output range, chọn một ô đảm bảo rằng phía bên tay phải, phía dưới trống. Bên tay phải, phía dưới trống. Check 1, check 2. Đó, summary statistics và confidence. Đó, được chính xác mẫu. Đó, ok. Rồi, bạn ra được cái bảng. Nhiệm vụ còn lại là cuốn giáo trình tin B ra, sẽ tìm được tiếng Anh của mấy cái này. Ví dụ như người ta hỏi yêu cầu bạn trung bình mẫu. Đây, đánh dấu bằng cái ô này. Phương sai. Độ lệch chuẩn. Phạm vi mẫu. Đó, tức là bạn dịch được những cái từ tiếng Anh trong đây. Được chưa? Đó. Và những cái đó thì anh đã dịch sẵn trong cuốn giáo trình tin B cho các bạn rồi. Các bạn có thể tham khảo trong giáo trình tin B đó. Được chưa? Rồi các bạn thao tác và ghi chú cái này vô giùm anh. Và thao tác lại giùm anh 3 lần trên máy tính cá nhân. Rồi, dạng tiếp theo đó là bài toán tương quan. Bài toán tương quan này các bạn có 4 bước. Bước 1, tìm hệ số tương quan. À, trước khi làm bước 1 thì các bạn lưu ý nè, dấu hiệu nhận biết. Thứ nhất là người ta nói trong cái câu đó là cái gì? Tìm, người ta yêu cầu bạn tìm hệ số tương quan. Đó, đây tìm hệ số tương quan nè, hoặc có từ correl. Hoặc các bạn sẽ gặp cái từ correlation. Hoặc có từ trend. Hoặc có từ forecast. Đó. Được chưa? Sẽ gặp những cái từ này. Được chưa? Correl, correlation, trend, forecast. Rồi. Hoặc là người ta nói là tìm hệ số tương quan, nhận xét. Hoặc là giả sử tương quan. Đó. Cho số tìm xét còn lại. Đó là những cái dấu hiệu mà các bạn biết để bạn nắm bài toán tương quan. Và bài toán tương quan này anh có nói là bài toán này có 4 bước. Bước 1, tìm hệ số tương quan bằng hàm correl hoặc lệnh correlation. Bước 2, nhận xét nếu cái hệ số ở trên á, nó nếu cái hệ số nha, cái hệ số mà lớn hơn không thì bạn nhận xét là có tương quan. Và nếu cái hệ số bạn tìm ra nó bé hơn không, nó nếu cái hệ số nha, cái hệ số tìm ra đó nó nhỏ hơn không
thì bạn nhận xét là không tương quan. Rồi, bước 3. Rồi, và khi nhận xét bạn trả lời giùm anh 3 câu hỏi. Thứ nhất, nhận xét cái gì? Khi nhận xét. Chú ý. Nhận xét cái gì? Tại sao nhận xét như vậy? Rồi nhận xét cái gì? Nhận xét chiều cao và cân nặng. Rồi nhận xét cái gì? Thứ hai là có tương quan hay không? Rồi cái thứ ba là tại sao biết? Nó trả lời giùm anh ba câu hỏi khi bạn làm phần nhận xét. Nhận xét cái gì? Có tương quan hay không? Và tại sao bạn biết? Bước 3 là dự báo hồi quy tuyến tính bằng hàm trend hoặc hàm forecast. Và cuối cùng bước 4 là bạn kết luận. Đây là 4 bước để các bạn làm một bài toán tương quan. Rồi các bạn ghi chú cẩn thận là giùm anh dấu hiệu nhận biết bước làm. Rồi sau đó anh sẽ cho các bạn làm cụ thể. Rồi bây giờ anh sẽ cho các bạn bài tập cụ thể nè. Rồi bây giờ các bạn thấy nè. Câu thứ nhất, giả tìm hệ số tương quan. Thì bây giờ anh sẽ làm ở đây, anh làm là 4 bước đầy đủ cho các bạn nhé. Vô thi thì các bạn tùy thuộc vào đề người ta yêu cầu gì thì làm cái đó. Rồi bước 1 là anh dùng hàm Corel. Đây, Corel. Ở đây các bạn thấy có array 1 và array 2. Tức là vùng 1 và vùng 2, tức là bài này các bạn quét cái chiều cao cân nặng cái nào trước cũng được. Giả sử ở đây anh quét chiều cao trước. F4 cho nó đẹp. Chấm phẩy. Quét cân nặng. F4 cho nó đẹp. Rồi, nhấn Enter ra con số. Đó. Hoặc là bạn làm quét ngược lại. Đều được nha. Quét cân nặng trước. F4. Rồi tới quét chiều cao. F4. Nó quét cân nặng xong quét chiều cao. Enter. Kết quả hoàn toàn giống nhau. Rồi bây giờ anh sẽ dùng lệnh correlation coi nó khác nhau như thế nào. Data. Data analysis. Kiếm cái chữ correlation này các em. Từ trên nhìn kéo các bạn từ kéo lên trên cùng nè bạn. Ở trên điểm xuống khoảng thứ tư nè bạn, correlation nè. Nó ok. Rồi. Input. Nó là bạn quét nè. Ở đây bạn chú ý anh quét này nha. Anh quét là anh quét từ cái chữ X chữ Y luôn, tức là chữ B B5 anh quét đến G6. Giờ bữa này anh là row. Là row. Và nó hỏi bạn á cái ô đầu tiên có phải là tiêu đề hay không? Ở đây là có. Tại vì anh quét chữ X chữ Y. Nếu bạn quét từ cột C, tức là quét từ C5 đến G6 thì bạn không có chết vô label. Các bạn nhớ nha. Các bạn phụ thuộc vào các bạn quét nha. Các bạn nhớ bạn có quét tiêu đề thì chết. Còn bây nếu bạn nào quét từ cái tới A5 là bạn sai luôn nha. Tiêu đề có một thôi chứ không phải là hai tiêu đề nha các bạn. Nó tiêu đề các bạn nó là gì? Là XY rồi thì không thể nào mà quét chiều cao cân nặng luôn. Là bạn sai hoàn toàn nha. Đó, còn nếu bạn nào nói anh ơi em sợ thì các bạn cứ quét dữ liệu thôi, không quét tiêu đề. Và nhớ không quét tiêu đề thì không chết label. Rồi output range là xuất sang một vị trí mới, vị trí bạn chỉ định. New worksheet layer là xuất sang cái sheet mới, còn new workbook là xuất sang một cái file Excel mới. Đó nha. Output range là xuất cái vị trí bạn chỉ định. New worksheet là xuất qua một cái sheet mới, còn new workbook là xuất sang cái vị file Excel mới. Rồi ở đây anh chọn xuất tại cái sheet hiện tại, cái vị trí anh chỉ định. Đó các bạn thấy bên phải phía dưới trống. Ok. Đáp án hoàn toàn giống nhau. Rồi, đây bước 1. Và hệ số này các bạn thấy số dương nên bước 2 bạn nhận xét. Nhận xét. Nhận xét cái gì? Chiều cao và cân nặng trả lời 3 ý. Ý thứ nhất nhận xét cái gì? Anh nhận xét trả lời là chiều cao và cân nặng. Thứ hai là có tương quan hay không? Có tương quan với nhau. Câu hỏi thứ ba, tại sao bạn biết? Vì hệ số
là 0,91 0169 66. Bây giờ nó có mấy số thôi, bạn viết. Còn nếu là số hữu tỉ thì các bạn có thể làm tròn 3 hoặc 4 số tùy bạn. Đó, bạn thấy. Bước 1 tìm hệ số tương quan bằng hàm Corel hoặc lệnh Corel-Gleason. Bước 2 nhận xét trả lời 3 ý. Thứ nhất, nhận xét cái gì? Thứ hai là có tương quan hay không? Thứ ba là tại sao biết? Bước 3 dùng hàm trend hoặc là hàm forecast. Ở đây anh sẽ dùng hàm trend và forecast cho bạn thấy. Còn vô thi, tùy theo đề bài người ta yêu cầu cái gì thì bạn làm cái đó. Không yêu cầu, bạn thấy cái nào tiện bạn làm. Hàm trend được chưa? Dự báo hồi quy tuyến tính bằng hàm trend hoặc forecast. Ở đây anh dùng hàm trend trước. Now y là vùng y. Vùng y là vùng chứa kết quả muốn tìm. Bài này giả sử chiều cao cân nặng có sự tương quan tuyến tính. Dự đoán cân nặng nếu biết chiều cao. Tức là bạn tìm cân nặng và cho chiều cao. Thì các bạn nhớ nè, Now y là vùng y, là vùng chứa kết quả muốn tìm. Bài này tìm y. Đó, tìm cân nặng. Các bạn lưu ý không có, các bạn đừng quan tâm ít đi này nha. Các bạn đừng quan tâm ít đi, các bạn dễ bị sai. Nếu bạn quan tâm ít đi, bạn nhớ giùm anh nhắc lại. Vùng y, Now y là vùng chứa kết quả muốn tìm. Tức là bài này bạn cân nặng thì bạn vùng y các bạn là cân nặng này nè. F4. Chấm phẩy. Now x là vùng x, vùng x là vùng chứa con số giả sử. Đấy nha. Vùng y là vùng chứa kết quả muốn tìm, vùng x là vùng chứa con số giả sử. Đây. F4. New x là con số giả sử, bài này giả sử là 168. 168 đóng ngoặc lại, không sử dụng đối số thứ tư. Enter. Ngược lại anh dùng forecast để cho bạn thấy kết quả nó sẽ như nhau. Forecast x là con số giả sử. Now y là vùng chứa kết quả muốn tìm. Nhớ nha. Now y là vùng chứa kết quả muốn tìm. Bài này tìm cân nặng nên quét cân nặng. Nếu tìm chiều cao thì phải quét chiều cao. Được chưa? Chứ không phải muốn quét này là quét hay là chữ x chữ y này. X y này không có liên quan gì hết nha. Rồi, now x là giá trị x là vùng now x là vùng chứa con số giả sử. Đó nha. Ở đây các bạn lưu ý nè. New x là số người ta cho. Now y là vùng chứa kết quả muốn tìm. Now x là vùng chứa số giả sử. Rồi, sau khi nhấn Enter thì các bạn thấy kết quả như nhau. Và cuối cùng là kết luận. Kết luận hỏi gì thì trả lời cái đó. Kết luận giả sử chiều cao và cân nặng gì đó. Được chưa? Chiều cao và cân nặng tương quan tuyến tính với nhau. Chiều cao và cân nặng. Người ta hỏi về chiều cao và cân nặng tương quan tuyến tính. Nó thì bạn cứ ghi thôi. Tương quan tuyến tính. Được chưa? Thì với chiều cao 168 cm thì cân nặng nó cân nặng là nhiêu à? 62,2 kg. Đó, đây là một bài toán đầy đủ. Được chưa? Nó các bạn thấy có đầy đủ các bước. Và nhớ vô thi các bạn cũng làm như vậy. Còn nếu như trường hợp vô thi mà người ta không có cho giả sử thì mình sẽ làm ở bước 1 và bước 2. Còn nếu bài toán anh nhắc lại nha, nếu đề thi cho không có cho giả sử, không cho giả sử nha, thì mình chỉ làm bước 1, bước 2 tại vì đâu có số giả sử đó mình làm. Nếu đề bài chỉ cho giả sử và không nói gì đến bước 1, bước 2 vẫn phải làm. Tức là giả sử nè, anh giả sử cho mọi người đời. Giả sử cái chiều cao là 1,7 m, hỏi cân nặng là bao nhiêu thì bạn phải làm đủ 4 bước. Nhưng mà người ta nói là gì? Tìm hệ số tương quan và nhận xét thì bạn chỉ làm bước 1 và bước 2. Các bạn nhớ nha. Anh nhắc lại, đời có hai dạng đời. Dạng đời thứ nhất, nếu người ba dạng đời, nếu chính xác là ba dạng đời. Dạng đời thứ nhất á, là người ta cho đầy đủ yêu cầu bạn làm từng bước. Bước 1 tìm hệ số tương quan nhận xét, rồi giả sử tương quan tuyến tính tìm cho số tìm số còn lại. Dạng thứ hai là người ta chỉ cho gì? Tìm hệ số tương quan hết.
Thì mình sẽ làm bước 1, bước 2. Được chưa? Còn đời yêu cầu đầy đủ 4 bước thì làm 4 bước. Rồi, dạng thứ ba là người ta chỉ cho gì? Giả sử chiều cao là 168, hỏi cân nặng. Thì bạn phải làm đủ 4 bước. Rồi, các bạn sửa vô, ghi chủ và thao tác lại 3 lần trên máy tính cá nhân.